Xin chào các bạn, hôm nay Thế giới xe bongkit.com xin giới thiệu với các bạn dòng xe ô tô điện trẻ em mang tên BI669. Đây là dòng xe địa hình với gầm cao, 4 bánh to, chạy 4 động cơ, acquy 12V, cho nên là có khả năng leo dốc tốt và vượt qua chướng ngại vật một cách dễ dàng. BI669 thiết kế dạng hai cánh cửa mở ngang, sang trọng và tiện lợi cho bé trong quá trình bước lên bước xuống. Khi mà bé bước lên rồi, ta có thể đóng chốt lại rất là chặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là dòng xe địa hình cho nên là bánh xe được thiết kế khá là to với những đường vân ma sát giúp chống trơn trượt và khi mà đi thì không lo bị chạm gầm. Phía bên ngoài là hệ thống la răng 10 cánh khá là đẹp. Ghế xe được thiết kế dạng một chỗ rộng nhưng mô phỏng hai chỗ, cho nên là phù hợp với một bé dưới 8 tuổi. Ngồi rất là thoải mái, đặc biệt là được trang bị thêm cái dây an toàn, có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây cho phù hợp với độ tuổi. Phía đuôi xe được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần hầm hố khỏe khoắn, với hệ thống hai đèn pha mô phỏng và bộ đôi ống xả mô phỏng. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá thêm các cái chức năng cụ thể trên xe. Đầu tiên là nút nguồn. Khi các bạn bật nguồn thì xe sẽ phát ra cái tiếng âm thanh. Ngoài cùng phía bên tay phải đây chính là cần gạt để chọn số tiến số lùi, gạt cần số đi lên trên. Ấn chân ga, xe sẽ đi tiến này. Để ở giữa là dạng tắt thì ấn chân ga này sẽ không hoạt động. Gạt cần số xuống dưới, ấn chân ga sẽ đi lùi. Đây là dòng xe chạy 4 động cơ 12V cho nên là chạy nhanh dần đều, rất êm, không giật. Bên cạnh đây chính là công tắc bật tắt đèn. Và tiếp theo đây chính là công tắc chọn chế độ bập bênh. Khi chọn chế độ này thì xe sẽ rung tại chỗ. Cái này thì rất là thích thú cho các bé mà dưới 1 tuổi. Các bé có thể ngồi trên xe để ăn nha các bạn nhé. Vuông góc với mặt ghế ngồi tiếp xúc với bắp chân của bé, đây chính là lỗ cắm sạc. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn cái vô lăng. Trên vô lăng thì có hai nút còi. Và đây là nhạc. Trên xe tích hợp một số bài hát khác nhau, cứ mỗi lần ấn thì nó sẽ ra một bài hát khác nhé các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái hệ thống nhạc ở toàn bộ cái màn hình ở bên bên tay trái này, cổng USB này, cổng thể nhớ, cổng AUX để kết nối MP3, điều chỉnh volume to nhỏ, ấn giữ V cộng thì volume to, ấn giữ V trừ thì volume nhỏ, nút tạm dừng này. Ngoài ra các bạn có thể chọn chế độ ở đây, ABC này, chế độ kể chuyện. Và đây là chiếc điều khiển từ xa, điều khiển rất là nhỏ gọn nhưng mà điều khiển từ, cho nên là có thể bắt được tần số tới 20 và 30 mét. Các bạn quan sát cái điều khiển nhá, tiến lùi, quay trái quay phải này. S là chọn tốc độ, 1 đèn, 2 đèn, 3 đèn tương ứng với đi chậm, đi vừa, đi nhanh. P là tạm dừng, tức là khi mà ấn vào nút P này thì hệ thống đèn này nhấp nháy này. Ngoài ra là toàn bộ các chức năng khác không sử dụng được, kể cả trên điều khiển lẫn chân ga. Muốn hoạt động trở lại ta bấm lại vào nút P. M này là để setup điều khiển. Và chúng ta cùng điều khiển nhé. Tiến này, lùi này, quay trái, quay phải. Cái điều khiển này nhỏ gọn nhưng rất dễ sử dụng, hệ thống hoàn toàn tự động. Các bạn không cần bật, không cần tắt nhé. Để một lúc nó tự tắt.